Thì cách đây 2 ngày qua nay thì cộng đồng mạng Facebook cũng xôn xao, đây là chuyện quốc tế thì chẳng qua là vì Việt Nam, nhưng mà cái nói trên diễn đàn con cũng không biết là có đúng là có ấy không. Tao tính tao với ông Phượng bàn cái đó là bà cái ông đại sứ của liên bang của nước Nga đi viếng một cái không có nghe gì đó chưa, thì Có đọc bị lên bị tụi Ba Lan tụi cái tụi tạc phát xít tạc Ba sơn đó đúng không, tạc sơn đúng của không? Tạc Sơn, đúng rồi, đó là một cái hành động mà thực mày là không có thể nào chấp nhận được và có thể dễ dàng xảy ra chiến tranh Đúng rồi đó, mầm mống á. đó. Thì ra mình lên án thì mình không nói gì cả, nhưng mà có điều mình phải nói một cái câu như vậy, một một đất nước mà hầu như là vô kỷ luật, nói sao cho nó vừa phải, mình ta cảm thấy cái điều đó mình thấy bức xúc, bởi vì họ không tôn trọng cái lịch sử tối thiểu của một cái xứ sở văn minh, mà đối với một nhà ngoại giao, cái tao không nói dân thường, tao chỉ nói là một nhà ngoại giao ít nhất cái cấp và cái cấp ngoại giao thì đất nước nó tao coi là hết phế thải. Một cái mình lên án cái điều đó mình cảm thấy bức xúc. Im nè. Rồi ok, còn cái vấn đề gì nữa không? Anh cầm ở vụ này tôi theo cái góc nhìn của tôi nha. À, tôi nói anh với Thư Quang suy nghĩ coi 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 có phù hợp với ý của mấy anh không. Đây nó không phải là cái chuyện mà côn đồ phát xít, Đúng rồi. mà tôi nghĩ là tụi Ba Lan nó lợi dụng thủ đoạn, nó cho một cái lực lượng mà đầu trâu mặt ngựa nó vô, nó tạc sơn ôm sùm nha. Đó, đầu trâu mặt cửa tạc sơn vô, cho người ta đại sứ quán cái đoàn đại sứ quán vô viếng nghĩa trang của Hồng quân Liên Xô, là nó làm kiểu này á, là nó gây một cái sự mâu thuẫn lớn để nó tạo ra cái chiến tranh, tạo ra cuộc chiến tranh để nó kéo nguyên cả một cái khối NATO vô, là nó đánh, nó đè, nó đánh ngang, nó chơi cái đó, là đó là cái thủ đoạn đó, Cái thủ đoạn chứ đó không đó phải là chơi kiểu nó không phải chơi cung đồ đâu. Theo tôi là nó chơi như vậy đó. Nó làm mục đích của không, nó nếu làm nếu bình để thường nó một không nếu một người tao hiểu thì mày nói, nếu một người dân bình thường mà họ có một cái gì bất đồng họ cũng không dám làm thái quá như vậy đâu, mà đúng ở rồi. đây là cấp nhà nước chứ không phải là cấp Mà bình trong khi thường. có lực lượng cảnh sát bảo vệ vẫn đứng thản nhiên đứng nhìn tụi nó nó chơi chiêu đó, thì anh thấy cái điều này là rõ ràng đây là một cái thủ đoạn để nó làm cho Nga tức giận đánh Ba Lan. Chỉ cần chọt một cái pháo vô biên giới Ba Lan cái thôi là thì anh thấy là chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra liền. Bây giờ nếu mà Cũng đánh có em xin phép anh chú nói đi, Cầm nói chứ cũng có một góc, dạ cũng câu chuyện đó, nhưng mà cũng có một cái góc nhìn thế này tức là cho rằng là nước Nga họ biết điều đó sẽ xảy ra không, họ biết biết chứ, dĩ nhiên họ biết, họ còn sẽ cố và gắng. họ vẫn để điều đó xảy ra với mục đích gì, để họ chứng minh cho người dân toàn thế giới thấy được rằng những gì họ làm là đúng và bộ mặt của phương Tây là gì qua cái câu chuyện đó, đúng không ạ? Bởi vì mình thấy cũng rất rất rõ, không thể nào họ biết, tức là mà qua đoạn clip ấy, cái đó có đoạn clip như bố cầm thấy rất là rõ, Có tức là các vị đại sứ luôn. các người cái phái bộ của Nga họ đứng chịu trận thôi, họ không có động thái gì gọi là chống lại hay là thế này thế nọ họ À, cả. mày nhắc tới cái vụ này tao mới nhớ cái vụ Đó. 2018, tức như là ở Bình Thuận biểu tình, mày nhớ cái vụ đó không? Thì cái người dân bị được xúi giục, được đơm đặt kích động lên để mà đánh phá cái đồn cảnh sát của Bình Thuận, thì cái người lính mà cái người bộ đội mà cái những người đó họ cũng chịu Bị đặt dân mà bắt để mới cho ghê, bị dân dân bắt bắt mới là ghê đấy. mới Nhưng mà cái điều đó nó nói là gì, cái gì thì cũng có cái sự cái mà mặt hay mặt dở đúng cái không? mặt hai mặt mặt hay mặt dở thôi, thì cái điều đó. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì cái chuyện đó chỉ xảy ra có một lần thôi, tao đã từng nói qua cái chuyện một lần đó là để cho tụi mày biết là Việt Nam mình có nhân quyền hoặc là có tự do, để đó người dân người lính không ăn hiếp dân, không đánh đập dân, không gì cả đó. Nhưng mà nhớ kỹ rồi, một lần thôi nha, một lần thôi nha, và để chứng tỏ cho thế giới chứ không phải cái tuổi mà không, chứng tỏ to thế giới Đúng biết rồi, rằng Việt Nam là vậy đó.
Ngược lại ở Ba Lan thì nó khác chút, nhưng mà cái điều tao nghĩ là tao mày nhắc cái gì đó tao mới nhớ điều tương tự, nhưng mà thật chất là Ba Lan bây giờ cũng vậy. Thì không biết là Putin xử sự như thế nào, cái chuyện tương lai thì mình ngồi mình phán đoán như thế nào, nhưng mà ở đây Đúng mình rồi, chia mình không sẻ đoán được, nhiều mình không nói được. mình không đoán được, nhưng mà cái điều đây mình phải hiểu rằng mình mỗi người phán đoán một cái, nhưng mà cái đây giống như cái thằng này, giống như thằng thượng nhất nói, cái đó là một cái kế mà họ muốn lôi kéo NATO vào trong cuộc chiến để đánh Nga, nói thẳng đúng là vậy. Và Ba Lan mà có mắt xích, bởi vì nó khởi đầu là khởi đầu của Ba Lan à, thì cái này á, ôi mà Putin đụng cái kế cao lắm, có thể là Putin đụng chỉ cho Belarus quýt Ba Lan mà Tương Liên kế Xô tụ cũng tay kế, vô tương kế tụ kế đó, đúng không? Belarus, Cái này mình cho cái thằng là tương kế Belarus tụ kế. đó đụng phải là đâu đụng quýt thằng Nga, đụng khỏi tao đâu biết gì đâu, đụng phải quýt tao biết tao biết gì đâu đụng vậy đó. Còn thôi kệ là chuyện diễn của mấy người lớn nó chơi với nhau, nhưng mà mình chỉ bức xúc thôi thế này, bức xúc một cái chỗ là cái lịch sử tối thiểu ngoại giao của một cái đất nước, ở đây là một quốc gia, thằng Ba Lan là quốc gia chứ không phải là đủ mà là một nhóm người thiểu số gì đâu, nhưng mà để cái chuyện nó xảy ra như vậy thì hầu như là cái bộ mặt mình nói sao cho nó đúng ra, nghĩa là nó tồi tệ, nó thảm hại, mình có thể là mang cái bộ mặt ở một cái xứ châu Âu văn minh tân tiến mà một điểm một một cái một cái gì một Nóng dữ vậy cha. Nóng quá vậy đó. Tôi nóng anh còn nóng à, hơn tôi đúng rồi, tức sẽ nói việc mình thấy nó kỳ cục, nó còn thua bất cứ được. Mình phải nói một cái chữ súc vật thì đúng hơn, bởi không ai làm cái điều đó xảy ra cả đối với một cái mà người nhà một khổ ngoại cái này giao. bố. Nhưng mà khổ cái này bố nè. Rồi bên thứ nhất nè. Ví dụ nha, ví dụ lúc trước chưa có cái câu chuyện nó xảy ra. À, ví dụ như là những kênh truyền thông của Nga đi, hay là những cái đài nào của Nga là thì họ có những bài viết, họ những họ nói rằng là những người đó là phát xít, những người đó là giống như bố dùng nói là người tồi tệ, người dơ bẩn gì mây mây, thì hầu như là chỉ có khoảng một số người nào đó tin thôi đúng không, còn đa phần là không tin. Thì nhân cái câu chuyện như vậy, nhân câu chuyện nó Chứng xảy tỏ ra là tại mọi Ba người Lan như vậy đúng. đã thấy là người Nga họ nói đúng, họ không nói sai, và họ đã chứng minh cho thế giới thấy được rằng phát xít là nằm ở đâu, đúng không? Đó, cho nên Đúng con rồi. nghĩ là cá nhân con nghĩ tích cực chút xíu là con nghĩ là có thể là sẽ không có đánh nhau, nhưng mà nó chỉ là một cái mầm mống thôi, một 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 cái mầm mống thôi. Con tin rằng nước Nga, đặc biệt là ông Putin đó, thì ông sẽ đủ tỉnh táo, đủ sáng suốt Đúng để rồi, đủ ông tỉnh xử lý táo. mọi vấn đề. Dạ, con nghĩ là như vậy. Không, Đó, đây con nghĩ nè, cái ý này tôi phải rất nói tích cực đó là luôn. một cái kế, đó là Ba cái Lan kế nó đang mà khiêu khích mà. một cái thủ đoạn để nó Mưu khiêu khích, để làm hổ. Đúng cho rồi, thì chính đó là phủ đúng người rồi. ta. thì Đó thì thì đó thì cái vấn đề thượng nhất nói đó, tức là cái kế của bên kia, cái thượng à. nhất nói đó, là cái kế của bên kia họ muốn làm như vậy để họ kích động, họ lôi kéo đúng không, họ lôi kéo các nước để chống chống nước Nga đúng không, mà ngược lại thì nước Nga thì họ lại biết điều đó và họ tương kế tụ kế. Anh thử Cũng giúp hình đúng dung cái rồi, đoạn bởi vì em ở chia đây sẻ với anh không? cái À, những cái giả thuyết của mình đưa ra chưa có gì chắc ăn cả, nhưng mà để coi thử trời thái độ của Putin như thế nào hết, nhưng mà tâm lý là Putin rất là cao cơ. Thì cái này á mày giống như thượng quan nói đó, có nghĩa là không như sẵn là để chứng tỏ cho thế giới biết rằng cái phát xít nó nằm ở đâu và nó hiện diện là ở đâu, cần. và có bàn tay của nước Mỹ nằm để dính vào, và chẳng qua vì đây có bàn tay giật dây hết. Và cái đường lối mà cái hôm mà Tạc Sơn đó phải có, đã có mưu đồ, mà mưu đồ dựng lên do ai đó đại khái vậy, và chủ nói chung là có chủ đích cả, không không bao giờ làm bất cứ chuyện gì mà không có chủ đích cả. Thì bây giờ cái Đúng chuyện đó rồi. mình phản đoán là mình chỉ tuyên đoán thì thôi, chứ thực chất là mình chưa anh phải là cái gì anh cả. anh cầm với anh cầm với thơ quan qua cái vụ này á, qua cái vụ mà bộ trưởng ý cái ông đại sứ của Nga nằm ở Ba Lan á, thì tôi lại nhớ là những năm mà thập niên 80, thì khi mà ông bộ trưởng bộ ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm của mình lúc đó đi qua bên bên Thái Lan á, đi công du bên Thái Lan á, nó cũng chơi tổ chức cái trò mất dạy đó anh. Nó chơi trò mất dạy đó là nó cho dân của nó cái đám tục tạc lưu manh hay là dân gì đó tôi không biết, nhưng đại khái nói chung cũng có thể là cái lực lượng an ninh cờ vàng cờ đỏ, hay là cái đám cờ vàng cờ đỏ vậy, nó tổ chức nó ném cà chua trứng thúi đó anh. Nói chung là nó chơi đồ thúi vô vô Nguyễn Mạnh Cầm, chơi vô nguyên cái phái bộ của mình qua bên đó đó.
Thì đại khái là cái thời điểm đó nó đánh ở dưới Kiên Giang, nó cho tàu qua Trung Quốc dưới Kiên Giang mình đó, nó đánh chìm tàu mình chứ bộ. Nó thì mình mới rồi nhiều chuyện lắm, thì kể cả mà cái chuyện mà nó chứa tàn quân bên bên đó, thì lúc đó ông Nguyễn Minh Cầm, bộ trưởng bộ ngoại giao, mình qua bển làm việc, nó chơi chơi chiều đó ông không nóng quá, ông nói bây giờ là các anh muốn đối thoại hay là đối đầu, mà cái này là có đàng hoàng nha. Đó, muốn đối thoại đối đầu, tại vì quân của chúng tôi, quân của Việt Nam đang nằm ở biên giới Thái Lan, ở Campuchia rất là nhiều. Đó, nếu các anh muốn đối đầu thì chúng tôi sẽ đối đầu. Vậy mà nó ông không nóng, Nguyễn Minh Cầm nóng gây nó thiệt luôn. Rồi mới bắt đầu vô đối thoại. Thì có nghĩa là ý tôi muốn nói, là cái độ mình phải nói điều là cái sự ngoại giao của Việt Nam mình rất là hay. Lúc nào cương, lúc nào nhu, họ nắm bắt tình hình rất là hay. Và không phải mà thấy vậy mà tưởng là Việt Nam mình nhượng bộ hay là phải tùy lúc gì, hay là cái đời đường đó là mình đã xác nhận từ lâu rồi, mình cũng cần phải bàn cãi. Bởi vì nếu mà mình sao lúc đó mình cũng làm bộ mình đi lạc hết mấy chục cây số vô đất Thái, nó cũng thốn. Đúng rồi, giả bộ tao lớn biết gì đâu, tao đi lạc mà đủ quá, tôi kia xét gió chạy chết mẹ luôn, đủ quá. Việt Nam mà hay lắm, mình không bàn Việt Nam. Việt Nam mình bây giờ là yên bình quá rồi đó. Còn mấy thằng cái tao nói mày nghe, lúc đó chưa có chị Google, đâu có Google Map đâu. Trời ơi, không phải hồi đó. Phải chứ thời đó Google Map thì đúng rồi. Google Map mà còn xỉn, còn sai mà, đúng còn tao đâu ấy, tao lạc, còn lỡ lạc mà, có làm mình dữ vậy, rồi má. Đi sao tôi về chứ mất mới gì, rồi má làm chỗ sách quần chạy chết mẹ luôn, rồi quá. Thì cái chuyện tao không nói nữa chứ. Ok, cảm ơn bố.